Anh Nam. Anh làm gì vậy? Anh Nam. Anh Nam. Anh Nam. Ký ức của em đã trở lại. Chuyện gì vậy? Không có gì. Em làm bữa sáng đặc biệt cho anh nè. Món Tàu, món Tây đủ cả. Em muốn mua, anh mua cho em gì không nào? Em muốn có em bé. Em nói nghiêm túc chứ. Nhưng phải đám cưới trước đã. Không phải anh, hỏi bà đã không. Bà luôn nhầm em là Tiểu Mẫn. Nhưng dù sao, về so sánh Tiểu Mẫn với em thì ai hấp dẫn hơn vậy? Có phải cô ta đáng yêu hơn không? Hay em hấp dẫn hơn? Hay em có cá tính hơn cô ta? Cô ta hay nổi nóng lắm hả? Hay em quý tộc hơn? Và quấy trong có vẻ xã hội đen hơn. Tóm lại ai tốt hơn? Em muốn biết hả? Nói em nghe đi. Đi xuống lòng đất mà hỏi quấy. Đừng hỏi anh vậy nữa. Ứng cử viên của đảng Dân Chủ Tiến Bộ đã gặt hái thành công. Đó là Trần Xuân Bình. Ông ta đã có số phiếu áp đảo đảng Cộng Hòa với gần 5.000 và thành lãnh đạo mới của Hồng Kông. Theo nguồn tin từ văn phòng chính phủ Đài Loan, kết quả bầu cử là rất bất ngờ. Tuy nhiên, không phủ nhận được rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc, qua đó cho thấy Trung Quốc không đồng ý sự độc lập của Đài Loan. Vừa từ Đài Loan về hả? Dần cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc. Em họ và tôi đã tham gia bầu cử. Thật vậy à? Anh Gà, anh ủng hộ nhóm nào? Lý Trần, Trần Xuân Bình hay là đội bóng Pháp? Chúng tôi ủng hộ đảng Quốc Dân. Chúng tôi tưởng ứng cử viên mình sẽ thắng, vậy mà ông ta đã thua đậm. Tôi phải làm sao đây? Chuyện này tất nhiên rồi. Kẻ thắng là vua. Không còn gì vui cả nên tôi về đây. Có lẽ là cưới vợ đó. Anh nghiêm túc chứ? Tất nhiên. Tôi không muốn suy tư nữa. Đó là đường lối chính trị gia. Ai là người giỏi nhất ở đây? Là tôi. Ai là người đẹp trai nhất? Cũng là tôi. Nhưng anh giống thằng khờ cùng các cô gái lắm. Tên cô ta là gì vậy? Kusakari. Có phải cô hay kêu thét lên không? Không phải đâu. Là cô Phương nổi tiếng nấu ăn đó. Đi gà con. Anh đã biết tiếng Nhật, làm sao nói chuyện với vợ? Dùng ngôn ngữ cơ thể mà. Vậy nói chuyện với cô ta như thế nào? Dễ thôi. Chắc cô ta là Kusakari Ichiu. Ông ta là xếp sòng thế hệ thứ 5 bằng Yamada ở Nhật. Là sao? Là đại ca của xã hội đen chứ gì nữa. Nhóm Saluen đã chỉ thị cho tôi phải cưới con gái ông ta. Một cuộc hôn nhân thuận lợi. Nếu là thật, chúng ta hãy cùng đi Nhật. Vậy chúng ta đi đi. Nhưng anh phải ở đây. Tôi phải đi Nhật thôi.
Curly à, hẹn ông Trương cho tôi nào. Dạ. Dạ con. Đây là con trai chú Hân, đang học luật. Có chán không vậy? Bắt tay xưa rồi. Trả tiền cho tao nào. Trả tiền đi. Trả tiền nào. Mày nói gì? Đồ khốn. Thôi đánh nhau đi. Ta sao xem đá banh ẩu đả gì hả? Không có tinh thần thế nào gì cả. Ông là ai vậy? Tôi là mục sư. Tôi thích xem đá banh ở đây. Đừng có quậy chứ. Nào biến đi. Gì vậy? Biến đi. Xong tấu hả? Anh đi, anh thấy rồi đó. Họ thật là phiền. Cái đầu của mày lạ quá. Tất cả chúng ta là một băng mà. Anh đầu bự, tụi em nể mặt anh đó. Vậy à? Mày nể mặt tao hả? Mày dám chơi không? Sợ à? Đề ca, tụi mày là ai? Đại Bắc. Còn mày là anh Hân. Đừng giận, gọi cho đại ca tụi nó đi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Thôi đừng mà. Tụi tôi sai rồi. Ăn nói bậy bạ, xin lỗi nha. Không có lần sau đâu, xin lỗi. Nghe coi vậy lễ phép đó. Chỉ có chó mới đeo vòng như vậy thôi, đúng không nào? Vậy thì bắt tay đi, bắt tay hòa đi. Về chở con đá banh đi nào. Đi đi. Hay là khiêu vũ đi. Vui vẻ nha. Đi uống đi. Được rồi. Nào đi uống đi. Muốn có cô bé làm bạn không? Bây giờ bọn trẻ hư hỏng lắm. Mục sư hãy ngồi xuống thư giãn đi nào. Này mục sư, ngồi xuống đi. Cho ly whisky. Được rồi. Anh Nam, anh Gà, các anh nên chỉ dạy cho đàn em. Bọn chúng không tôn trọng ai cả. Suốt ngày bọn chúng chỉ biết đánh nhau. Này mục sư, ông nghĩ sao? Liệu Sơn có thắng không? Có lẽ vậy. Cha tôi rất yêu mến Nanako. Đám cưới này sẽ kết nối hai băng đảng. Sẽ có nhiều đại ca tham gia lắm. Có ông Trương từ Hồng Kông và một số đại ca của Hồng Hưng. Anh ta biết tiếng Quan Thoại hả? Có phải không vậy không? Giám đốc Sukari là cha tinh thần của tôi. Tôi là người Trung Quốc, tôi hiểu. Tôi đã từng xem opera ở Nhật. Tôi yêu thành phố Tokyo nhất. Du khách đều thích cây cầu Rainbow. Đúng rồi. Cây cầu đó, đi với em nha. Hãy đi với em. Công nương đệ tam. Đại ca Bắc, chào ông chưa? Ông có khỏe không? Đây là một trong những xếp sòng ở Yamada. Gà con đâu? Đám cưới theo kiểu người Nhật rất phức tạp. Có nhiều lễ nghi lắm. Sao nó có thời gian chứ? Tôi muốn gặp vợ anh ta. Vợ nó rất là hấp dẫn. Sao thô lỗ quá vậy? Người Nhật đâu biết tôi nói gì chứ. Vậy à? Anh Bắc, chào anh. Anh là con trai của đại ca Lương à? Bây giờ trông anh lớn quá. Anh cũng đến dự đám cưới sao? Tôi vừa ở Mỹ về mà nghe tin anh Gà lấy vợ nên vợ đến đây. Đây là Michael, bạn tôi ở Mỹ. Ông khỏe không? Tôi đến đây nghỉ hè. Anh là người Quảng Đông hả? Vâng, tôi đến từ Hồng Kông. Đến đây nào. Đây là ông Trương. Chúng tôi gặp nhau lần cuối ở Thái Lan và từng ăn lẩu cá mập ở Phú Tàu. Đây là con trai của đại ca Lương vừa từ Mỹ về. Anh ta chỉ là hậu bối.
Ông Trương là bố già của Hồng Hưng tại Hồng Kông. Ông là tên tuổi lớn. Hân hạnh được gặp. Rất tuyệt. Thông minh, có khí phách. Anh ta đẹp trai đấy. Chắc có nhiều bồ lắm. Xin lỗi. Có nhiều em lắm phải không? Cô là thập tam muội của Hồng Hưng phải không? Đúng vậy. Hạo Nam đâu? Anh ta giờ ở đây mà. Đến đây nào. Tiên thuệ hôn ước. Tôi long trọng tuyên bố, hôm nay là ngày hôn lễ. Từ hôm nay chúng tôi sẽ tôn trọng và yêu mến nhau như là gia đình. Sẽ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi và cay đắng mãi mãi. Có thể chúng tôi sẽ được mãi mãi bên nhau. Chúng tôi nguyện cùng nhau sát cánh trong năm nay, ngày 1 tháng 4. Hồng Phương, Chiêu Sang Hồ, Hồng Thê, Kêu Sakari, Nadako. Chúng tôi hân hoan chào đón sự có mặt của quý vị. Hôm nay là đám cưới con gái tôi. Tôi đánh giá cao sự có mặt của các bạn đã không quản thời gian dự đám cưới con gái tôi. Tôi thành thật tri ân. Ông Trương à, sau bữa tiệc chúng ta cùng ngồi uống và xuống bàn nói chuyện làm ăn. Bây giờ chúng ta là gia đình lớn rồi, chúng ta nên giao tiếp thoải mái với nhau. Nhìn bộ lễ phục của anh thật buồn cười, giống con dáng biết bay vậy. Chúng ta sẽ chụp hình. Đây là Trần Hạo Nam, đây là con trai chú Lưng. Hân hạnh gặp anh. Đây là Khang, quân sư nhóm Sulen. Khang và Raro đều là tay có tiếng trên giang hồ. Hân hạnh gặp anh. Trước đây anh gà là nửa Hồng Kông nửa Đài Loan. Bây giờ anh ta 1/3 Hồng Kông, 1/3 Nhật Bản và 1/3 Đài Loan, giống như một người đa hệ vậy. Mái tóc cô dâu thật đẹp. Chúng ta chụp hình đi nào. Ông Hidari, cảm ơn đã đến. Đây là con rể của tôi, gà con. Xin chào. Em thích đám cưới kiểu Nhật. Xin chào. Em thích lắm. Tôi cũng vậy. Da cô ta trắng như tuyết vậy. Vậy đi vậy, đi cưới lại đi. Đúng rồi, chuyện đó dễ mà. Khi nào đến đi? Khi nào hả? Cái gì chứ? Là một người có gia đình, anh không nên lộn xộn đó. Hôm nay là ngày vui, không nên nói bậy. Khoảng đó hãy nghe tôi nói. Tôi là chuyên gia ở Tokyo này. Có thật không? Đúng vậy. Tôi sẽ chỉ cho. Làm gì? Trước hết phải ăn thịt gà Tây, sau đó đổ xí ngầu. Xí ngầu này. Thôi. Thôi nào, được rồi, chụp hình đi.
cuối cùng cũng đến cầu Rainbow. Trông thật lãng mạn quá. Lãng mạn hả? Nhìn em kìa. Hãy nhìn đằng kia. Có lãng mạn không? Giống cậu ở Hồng Kông thôi. Anh có biết nhiều đoạn phim đã đến đây không? Nhiều diễn viên nổi tiếng, Dakako Machi, nhiều đôi lứa cũng kéo nhau đến đây. Nhưng các chàng trai cầu hôn cô gái, tại đây họ đã ngỏ lời cầu hôn. Nếu có ai đó cầu hôn em ngay bây giờ, có lẽ em sẽ bằng lòng thôi. Cái gì vậy? Sự nghiệp và tình yêu của Hạo Nam. Sự nghiệp của Hạo Nam. Sự nghiệp. May mắn. Giàu có. Anh ta có cưới mình không? Số 54 xui xẻo. Mong rằng không thành sự thật. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Đi thôi. Là gì vậy? Anh tự coi đi. Không tệ lắm. Anh hiểu đó là gì vậy? Rất vui là mọi người có mặt đông đủ ở đây. Chúc mừng đâu. Sau khi gặp con lấy vợ, nó vẫn còn muốn bò men. Tại sao vậy? Vì tôi là anh trai nó cũng vậy đó. Tại sao? Như anh hả? Tất nhiên rồi. Giống như anh nó. Phải rồi, thôi chúc mừng đi. Đúng đó. Nè, anh Hân, nhà hàng nào đắt khách ở Nhật vậy? Chúng tôi đang xem xét chuyện này đây. Tôi đói chết đi này. Gọi nó là thằng chết đói đi. Đúng vậy. Như các con sao Takuya Mira. Lại là Takuya Mira nữa. Thôi quên đi. Tên tiếng Anh của anh là Philip. Còn của cô là... Vậy thì gọi là nhà hàng Philip Man đi. Thôi chúc mừng. Này mọi người, để kỷ niệm ngày trở về của con trai đại ca Sulem, chúng ta hãy chúc mừng đi nào. Anh bắt được đó. Tất cả bọn họ đều là xếp sầm của Hồng Hưng rồi. Anh chỉ là hậu bối, phải kính trọng họ thôi. Hãy cầm ly nào. Cầm ly đi. Cạn ly nhá. Đâu. Cạn ly. Đâu. Bây giờ cho vị tân chủ tịch của chúng ta Trần Xuân Bình chúc mừng đâu. Lại nữa hả? Đâu dính dáng gì đến tân chủ tịch chứ. Tất nhiên có liên quan đến ông ta rồi. Ông ta mới nhậm chức mà. Tôi nói có đúng không vậy? Nếu ông ta chọc giận Trung Quốc thì Trung Quốc thả bơm chúng ta mất. Chắc thả Hồng Kông trước đó. Còn tùy thuộc bơm có bay nhanh hay không nữa. Ai biết được đâu. Đêm nay thoải mái đi. Cứ thoải mái đi. Hãy
Nó hát cái quái gì thế? Nó hát gì vậy? Bọn chúng biết gì mà đấu tranh cho độc lập chứ? Mẹ kiếp mày, đừng đánh nhau. Đừng đánh nhau. Chúng ta đều là người Trung Quốc cả mà. Tụi ta là Trung Quốc, nhưng mày đâu phải. Tại sao người Trung Quốc đánh nhau chứ? Làm sao biết được? Tại sao vậy? Ai biết được chứ? Đánh nó đi, đánh đi. Chúng ta có ra tay không? Chúng ta không làm gì được đâu. Chuyện gì vậy? Đánh nhau hả? Dừng lại đi. Dừng lại. Bắc Kinh đến với Đài Loan, mày dám quậy phá ở đây hả? Hôm nay là ngày đám cưới của tôi mà, tôi biết. Bọn Bắc Kinh muốn gây chuyện, xin lỗi. Cái gì vậy? Chờ đã nào, bình tĩnh đi. Bàn Yamada. Đủ rồi chứ? Được chứ? Đủ chứ? Thôi được rồi. Hôm nay để tôi đãi. Ngồi xuống đi nào. Sao? Vợ tôi ngủ rồi. Tuyệt lắm. Vậy chúng ta hãy cùng nhau quậy một bữa. Trước hết đi tắm hơi. Như nàng đây bữa khô vậy. Tuyệt lắm. Tôi sẽ đi với anh. Thôi chúng ta đi nào. Được. Với sự dẫn dắt con chưa? Nào đi nào. Dưới sự dẫn dắt của ông Trương, ảnh hưởng của Hồng Hưng đã bành trướng khắp châu Á. Đó là thành công lớn. Tôi quan tâm đến việc hợp tác danh cùng với sức mạnh của băng đảng Yamada ở Nhật, cùng sức mạnh Solen ở Đài Loan và Hồng Hưng của Hồng Kông. Cả ba chúng ta sẽ liên kết hợp tác cùng nhau, sẽ trở thành đội quân lý tưởng. Băng đảng Hồng Hương chúng tôi rất muốn hợp tác với băng đảng Yamada. Tuy nhiên, tôi đã quyết định về hưu rồi. Tôi sẽ về Thái Lan nghỉ ngơi, nên tôi quyết định giao mọi việc lại cho Trần Hạo Nam đi. Vì vậy, tôi quyết định sau Hồng Hương sẽ tất cả các sản phẩm, tôi sẽ giao cho Trần Hạo Nam. Tuyệt lắm. Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của giới trẻ. Tôi đồng ý. Và tôi cũng sẽ nghĩ đến chuyện về hưu. Tôi đã mệt mỏi rồi. Nghe này, gà con. Sau khi tôi về hưu, anh có thể đến Nhật thay tôi được không? Dân. Dân. Hãy suy nghĩ về điều đó. Hãy trở về Đài Loan thông báo cho mọi người biết. Tôi sẽ chờ tin tức của các anh. Tôi nghe nói các thành viên của băng đảng Hồng Hưng đều là những tay tuyệt vời. Họ có biết đấu kiếm không? Cho họ thưởng thức đi nào. Đấu kiếm là sở trường của Nhật Bản. Mỗi loại đều có cái hồn của nó. Lễ nghi, kiếm pháp và tư thế, đó là lối sống và suy nghĩ của họ. Nó đòi hỏi phải luyện tập chăm chỉ và lâu dài.
Tôi không hiểu lắm. Từ khi đại ca Lưu qua đời, bọn sòng đen đã nổi dậy chống lại chúng ta. Bọn chúng muốn tiêu diệt chúng ta. Bây giờ là thời của chúng ta. Tôi sẽ trao quyền cho anh. Để tránh nghi ngờ, tôi không hề tham quyền. Dù cho tôi sáng lập ra Sulen, nhưng đâu nhất thiết là ông lại được thừa kế. Quan trọng hơn, tôi không hề muốn tranh giành quyền lực trong băng nhóm này. Ông đi, hoạt động của băng nhóm khác xưa rồi. Cha anh đã dẫn chúng tôi đến thành công, như sân golf này vậy. Mọi thứ bây giờ đã ổn định rồi. Đã đến lúc chúng tôi trao lại cho anh. Năm 2000, con người đều nói về tự do và dân chủ. Ngay cả vị chủ tịch của chúng ta đều phải do dân bầu. Còn về vị trí của người đứng đầu trong băng nhóm, tôi nghĩ nên chọn người có khả năng. Anh Lưu nói đúng. Chúng ta phải tổ chức bình chọn thôi, mỗi người một lá phiếu, hả? Tôi phản đối. Anh phản đối gì? Tôi kêu ông đưa về đây. Không có vấn đề gì. Tôi sẽ trả ghế lại cho anh. Có lẽ chúng ta nên bàn kỹ vấn đề này. Chúng ta có nên chọn một người có khả năng không nào? Theo tôi, Raver và Kem sẽ là những người có tiếng trong giang hồ. Kem có thể ngồi vị trí đó. Tuyệt đối là không. Tôi có thể đưa ra những lời khuyên tốt, nhưng tuyệt đối không thể lãnh đạo được. Thật sự là vậy đó. Tôi có ý kiến đi. Chuyện gì nói ra đi. Là sao? Gà con là xếp sòng của nhóm rắn độc. Anh ta đã góp nhiều công sức cho thành công của băng nhóm chúng ta. Anh ta lại là con rể của Yamada nữa. Khi anh ta trở thành xếp sòng của Solen, và khi hai băng nhóm sát nhập lại, sẽ tạo ra một sức mạnh. Tôi phản đối. Dù gà con là nhân vật nổi tiếng, nhưng anh ta là người Đài Loan, không phải Hồng Kông. Hầu hết băng nhóm ở đây đều là người Đài Loan. Tại sao không chứ? Anh ta là thành viên băng Solen mà. Quốc tịch đâu có nghĩa lý gì. Tôi không đồng ý. Vậy thì sao? Người Đài Loan chúng tôi có truyền thống riêng. Anh ta không biết tiếng địa phương, làm sao lãnh đạo được chứ? Hắn cho là anh không biết tiếng địa phương và không đủ điều kiện trở thành xếp sòng. Hiểu chứ? Vị cố chủ tịch chúng ta là người Nhật đấy. Vậy mà ông ta vẫn làm chủ tịch. Vậy anh thật khéo đùa quá. Mặc dù tôi là người Đài Loan, nhưng đã sang Mỹ học năm 12 tuổi, nên anh gà thông thạo xã hội Đài Loan nhiều hơn tôi. Cảm ơn sự đánh giá cao của anh. Thật ra tôi chưa từng mơ đến cương vị này. Đừng khiêm tốn vậy chứ. Cho dù tôi là người Đài Loan hay biết tiếng địa phương, điều đó không quan trọng. Chúng ta phải nói đến khả năng và đầu óc. Đó mới là quan trọng. Không bàn cãi nữa. Tôi phản đối. Ý anh là gì? Anh muốn nói gì chứ? Lòng trung thành của anh đâu rồi? Anh muốn làm xếp xong hả? Vô nghĩa thôi. Tôi đâu có ý vậy. Anh nói rõ ràng rồi.
tôi không muốn làm sếp. Chúng tôi có thể đọc được ý nghĩ của anh mà. Anh thật sự muốn làm sếp xong. Anh muốn đánh nhau phải không? Rồi sao nào? Còn muốn nói gì nữa không? Muốn đánh nhau hả? Tôi sẵn sàng đây. Chờ tao đi. Tao sợ mày hả? Thôi được rồi, dừng lại đi. Giống như trò đùa vậy. Thật ra chúng ta đã hoàn toàn hiểu nhau. Đúng vậy. Đây là sự thật. Món này là gì vậy? Dân. Chắc là tỏi. Ăn đi nào. Dân. Đúng rồi. Nhiều quá rồi. Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi chứ. Dân. Thôi được rồi. Bây giờ em không cần phải. Dân. Em hiểu anh nói gì không vậy? Dân. Dân. Không. Dân. Không. 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 Dân. Ăn đi. Dân. Ăn đi. Là vợ của anh. Đó là nhiệm vụ của em. Ăn đi. Một người đàn ông phải ngồi như thế này đây. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chào buổi chiều. Chào buổi chiều. Chào buổi sáng. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Đúng rồi. Dừng. Dừng lại hả? Dừng. Nhanh hơn nào. Check it out, I'm in the house like carpet. And if there's too many heads in my blunt, I won't spark it. I'll put it in my pocket and save it like rocket fuel. So everybody's gone and it's cool. Then I spark it up with my brother. Giấy vợ của mình giống như là một người lạ vậy. Với những người phụ nữ khác. Không. Sao quên rồi? Nỗi đam mê. Lần tới mình phải mãnh liệt hơn nữa. Dừng lại. Nhanh hơn. Xin chào. Có chuyện gì vậy? Liệu đã bị tấn công? Thật vậy à? Bây giờ anh ta ở trong bệnh viện. Tôi tới ngay. Thôi đừng đến. Tại sao? Tụi nó nói anh nhắm ghế sếp xong nên muốn giết anh ta. Dớ dẫn. Nếu anh xuất hiện sẽ rất nguy hiểm đó. Nếu tôi không đi sẽ càng nghi ngờ hơn nữa. Tại sao mày dám đến đây? Tại sao không chứ? Có người nói mày đã mưu sát. Nhớ dẫn. Thật là ngu ngốc. Nó giết anh ta làm gì chứ? Có chứng cứ không? Không được manh động. Khốn kiếp thật. Mẹ thật là hèn. Tấn công phía sau anh ta. Mày âm mưu thay thế chỗ của anh ta hả? Dớ dẫn. Hắn ta nói anh đã ám sát. Mẹ kiếp mày. Mày dám vu cáo tao hả? Đưa vợ ta là bạn tốt với nhau mà.
Anh ta từ mới về mà, thì sao nào? Tao sẽ giết mày đó, im đi. Thôi im đi nào. Im lặng đi. Chúng ta đồng hội mà. Ông Lưu muốn gặp gạt con. Cẩn thận đi. Mẹ kiếp mày, nhìn cái gì chứ? Nhìn cái gì? Tôi thề tôi không làm chuyện này. Nếu không tôi sẽ bị chết thảm. Tôi tin anh mà. Nếu không bắt được có tang thì sao? Tất nhiên hắn sẽ nói vô tội thôi. Anh Lưu à, anh phải điều tra kỹ chuyện này. Tất nhiên là vậy. Nhưng tất cả hãy bình tĩnh. Tôi không muốn băng nhóm ta chém giết lẫn nhau. Người ngoài sẽ lợi dụng chuyện này, đặc biệt là bọn sòng đen đấy. Tôi nghi ngờ đại ca của bọn sòng đen, không loại trừ khả năng đó. Tôi không nghi ngờ băng đảng anh gà đi. Jerry, tôi biết anh nghi ngờ gà con, nhưng anh đã có bằng chứng. Anh nên để anh ta yên. Được, tôi sẽ ngậm miệng tôi lại. Nhưng nếu tìm được chứng cứ, tôi sẽ giết anh đó. Cùng đi với tôi nào. Ở đâu? Đến cuộc họp quan trọng. Lẽ ra Lưu đến tham dự cuộc họp này, nhưng anh ta lại nằm viện. Còn Jaro lại quá nóng nảy. Có thể anh ta sẽ nổi điên lên mất. Tôi nên chọn anh thôi. Đây là cuộc họp gì? Anh có nghe tới đại ân chưa? Có. Ông ta là xã hội đen Đài Loan. Tôi tưởng ông ta nghỉ hưu rồi chứ. Mọi người đều để mặt ông ta. Chính ông ta tổ chức cuộc họp. Chính ông ta đi. Em nói gì nào? Đi dự tiệc đi anh. Ở đó lộn xộn lắm. Sao em có nhiều ma túy quá vậy? Làm nhà phân phối mà. Đều phải của em. Sinh kỳ là con nghiện mà. Khi em chở họ về nhà, bất ngờ bị cảnh sát chặn lại. Em đâu có ngờ họ mang nhiều ma túy vậy. Em có chơi ma túy không? Anh không yêu em. Anh không yêu em. Anh không tin em. Em đã sống với anh 3 năm rồi. Cùng với Ricky, Bobby và Lily nữa. Em đã chăm sóc và dọn dẹp cho họ. Em có bao giờ than trách? Họ đều dâng đời em mà. Đúng rồi. Anh có nhớ lần đầu đến Hồng Kông không? Em đã xài tiền giả đó. Anh đã đến bảo lãnh cho em ở đồn cảnh sát. Giống lần này, anh có nhớ khi mình trên xe lộ không? Em đã quăng đi một sắp tiền thế này đây. Có lãng mạn không? Nếu anh không đến, chắc em thấy lãng mạn trong tù lắm đó. Em biết anh sẽ tới mà. Hôn em đi. Anh không yêu em à? Ôm em chặt vào. Hắn đã xếp xong nhóm sòng đen. Hồi đó hắn chỉ là tên tép siêu. Anh Khem, lâu quá không gặp. Anh Lâm khỏe không? Đây là anh Long, thuộc băng sòng đen. Đây là gà con, thủ lĩnh nhóm rắn độc. Gà con à? Tên tuổi của anh 2 năm nay rất nổi tiếng. Tôi nghe anh là con rể của Yamada rồi phải không nào?
Thật là tội, trong nhóm Solen không ai có thành công đáng kể cả. Anh Long, anh thật thẳng thắn. Tôi tin chỉ có những tên hèn nhát mới không dám ở là sao ở băng La Xuyên. Anh từng là trợ lý đại ca Lư phải không nào? Còn Lư đang nằm viện. Dạ, băng Solen rất ổn định. Chuyện đó không phải tại anh đúng không nào? Lâu quá không gặp. Nào, xin mời ngồi xuống đi. Xin mời, tôi đây uống trà nào. Tôi đã tổ chức buổi họp mặt này từ ngày bầu cử tổng thống 8 tháng 3. Cuộc bầu cử ấy, xã hội có nhiều thay đổi. Chúng ta nên ngồi lại cùng nhau thảo luận, tìm cách khống chế sự thay đổi. Tôi cho rằng chúng ta nên chờ mà xem. Bất cứ ai thành tổng thống hay đã cầm quyền đều chỉ quan tâm đến tiền bạc. Có tiền mua tiền cũng được, phải không nào? Và ngay cả chức tổng thống nữa. Ngày xưa chúng ta ủng hộ Quốc dân đảng, bây giờ vẫn có thể làm vậy với Đảng Dân chủ Tiến bộ. Nhưng vị tổng thống mới đã chấm dứt tham nhũng rồi, ưu tiên hàng đầu của ông ta là thiết lập mối quan hệ bền vững, sau đó sẽ tính sổ các bang hội, có thể sẽ quà quản với chúng ta. Ông ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta. Anh Đại Ưng à, ý kiến của anh về chính quyền mới là gì? Chúng ta phải đấu tranh mà tồn tại. Không ít gì đâu, mọi thứ không hẳn là vậy. Cách tốt nhất là thiết lập hòa bình. Có nghĩa gì vậy? Như câu chuyện về 108 vị anh hùng đấy. Ý kiến hay đấy. Họ đã làm cuộc cách mạng chống lại bào chúa nhiều năm. Cuối cùng họ đã tuân theo ý nghĩ của hoàng đế. Ý là chính phủ ta sẽ cải cách tất cả thành viên hội đoàn và biến họ thành thường dân sao? Ôi rất hay. Hay lắm. Nhưng thật ra tôi chẳng quan tâm. Không thể áp dụng cho chúng tôi đâu. Phương pháp có thể khác nhau, nhưng tinh thần chỉ là một thôi. Họ muốn chúng ta hợp tác và tuân theo họ. Sau đó chúng ta cũng phát tài. Dù sao chúng ta cũng tuân theo luật chơi. Thế giới này luôn luôn thay đổi mà, phải không? Chúng ta nên tuân theo quy luật đó. Quang Hồ Tân Chủ tịch, đây là bài diễn văn đầu tiên của ông ta. Trong buổi họp vừa rồi chúng ta đã nói về chính quyền. Đường lối của chúng ta là sống hòa bình. Anh Đại Ưng đã nhấn mạnh điều đó. Nên chúng ta phải có đối sách mới. Ông ta kể ta nghe câu chuyện cổ rồi. Một câu chuyện cổ để minh họa điều đó. Mẹ kiếp. Anh Javer, anh nghĩ sao? Mày muốn trích dẫn lời của tao hả? Mày thông minh mà, đâu cần hỏi ý kiến của tao. Tao là thằng già cứng đầu. Anh là cấp trên của tôi trong hội đoàn mà. Anh lại thông hiểu đường lối chính sách của Đài Loan này.
Anh nói đúng đấy. Tôi đến từ Hồng Kông, là người ngoài thôi. Tôi không hiểu đường lối chính sách của Đài Loan này, nên tôi đến đây gặp anh. Tin tôi hay không là chuyện của anh. Tôi muốn học hỏi ở anh. Thằng Kham nói gì? Anh ta không ủng hộ bên nào cả. Nó thông minh đó. Còn anh thì sao? Tất nhiên là chống đối, nhưng họ chống tham nhũng mà. Theo cách cũ không có ích gì đâu. Mày có điên không vậy? Không bằng đến chính trị, chẳng có gì là tuyệt đối đâu. Trước bầu cử họ luôn nói vậy, nhưng bây giờ mày đâu thấy có gì thay đổi đâu. Tất cả chính trị gia đều nói vậy, đừng tin lời họ. Tất cả là vớ vẩn thôi. Mày có điên hay không? Đứng dậy. Bọn chính trị gia đã lợi dụng chúng ta. Họ giả bộ ban ơn cho chúng ta, mặt khác không nhìn nhận chúng ta. Họ nói xấu và còn khinh chúng ta nữa. Có tệ không vậy? Họ chỉ muốn trừ khử bọn mình thôi. Chúng ta không để họ điều khiển được. Nếu ta bị họ điều khiển, chúng ta sẽ không thể tồn tại. Có hiểu không? Dạ. Nếu đầu hàng, chúng ta sẽ mất sức mạnh. Khi đó chúng ta như những bình ắc quy hỏng, sẽ bị quăng vào sọt rác. Trông mày ngu xuẩn nhưng thông minh lắm. Là nhờ anh đó. Thằng Lư vừa từ Hoa Kỳ về, không biết tình hình Đài Loan thì đâu. Ta sẽ kể cho nó nghe, rồi nó sẽ biết thôi. Được rồi, tôi đi đây. Con cá vui vẻ nhé. Nè ga con, tao hỏi mày, chuyện thằng này có phải mày làm không? Mẹ kiếp, tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng nói khùng chứ. Thôi thôi được rồi, đi đi. Jabo này, tôi hỏi anh một câu, cách nào thành người Đài Loan thật sự? Tập ăn hột cao này đi. Này, cầm lấy. Cứ ăn đi. Cái này hả? Tôi ăn thử rồi, nó có vị lạ lắm. Miệng tôi bị tê và đỏ như máu vậy. Làm sao hôn bạn gái được chứ? Mày là dân chơi có hạn mà, nhưng mày lại quá mê gái. Như vậy không có được đâu. Nên tôi đâu muốn làm sếp đâu. Nó sẽ làm mất thời giờ của tôi lắm. Đâu có thời gian để hôn và đi cô gái được chứ. Thôi được rồi, đi đi. Đi đi nào, đừng nói bậy nữa. Để thành sếp phải làm việc chăm chỉ đó. Như tôi nè, trước đây tôi là một bác tài, bây giờ tôi đã là đại ca. Đúng vậy. Hãy làm việc chăm chỉ đi. Này, đi thôi. Anh nói gì với lão già đó vậy? Nhiều chuyện lắm. Ông ta đúng là lão già cứng đầu, nhưng là cấp trên của tôi, tôi phải kính trọng chứ. Hiểu chưa? Còn tùy có người cởi mở lắm. Gà con, là Nanako nè. Anh có về ăn cơm không? Cơm tối à? Anh không ăn cơm tối ở nhà. Em tự ăn đi. Anh không ăn đâu. Tự ăn nha. Rồi ngủ một mình đi. Dân chờ đã, tạm biệt. Anh nói gì vậy? Có vợ rồi biết nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật nữa hả?
Có thêm vợ anh còn nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp nữa chứ. Chỉ hành động không nói. Nghĩa gì vậy? Nè, em trai, tối nay... Hãy thưởng thức tình yêu và tình dục đêm nay. Cái gì vậy? Một tam giác màu xanh. Vâng ạ. Cứu tinh của đàn ông. Có đúng không vậy? Đúng đó. Tuyệt lắm đấy. Chỉ cần một viên thôi. Hàng hiếm đấy. Tôi đâu cần thứ này. Sao không? Dùng nửa viên thôi. Cẩn thận nha. Ôi đau quá. Tôi chỉ cho anh một điểm mới tối nay. Đừng dùng nhiều quá, nó giết anh đó. Vui vẻ đi nào, được rồi. Em yêu, đến đây nào. Hãy đến đi. Anh trai, cái gì? Sao khi cưới vợ, sao tay em cứng thế này? Đó là vấn đề đó. Tất nhiên rồi. Em cần phải luyện tập thôi. Phải nhẹ nhàng vậy nè. Phải massage nhẹ nhàng giống vậy nè. Có tuyệt không? Nào nằm xuống đi. Đến đây nào. Đến giờ biểu diễn. Chạy đi. Akira. Chuyện gì vậy? Anh nhớ em lắm. Em biết. Anh yêu em mà. Em đã có gia đình rồi. Lẽ ra em phải cưới anh chứ. Lão già chết tiệt đó đã chơi anh. Simo. Simo. Chạy đi. Chạy đi.
Chạy đi nhanh lên. Nhanh lên. Gà con lên xe đi. Anh hai, anh hai. Anh hai. Mẹ, kiếm tụi bay thật vô dụng. Một thằng chết, một thằng chạy thoát. Chết kìa, thằng di điểm. Ăn thêm đi em. Anh đừng đi, em sợ lắm. Cái thằng khốn Akira, nó tưởng cha vợ tao gả con gái cho hắn chứ. Thật không ngờ nó dám làm như vậy. Tao làm nó thất bại. Nó hiếp vợ tao. Cô ấy thế nào rồi? Đỡ hơn rồi, nhưng còn gặp ác mộng hàng đêm.
Nếu ta không đi đêm hôm đó, anh nên về với cô ta đi. Bây giờ ta đâu có nhà. Nó muốn chơi mày thôi. Mày có thể trốn ở đâu được chứ? Bang Soloen sẽ ủng hộ mày. Bang Soloen hả? Thằng lương trong bệnh viện, nó kiên quyết không dính đến rắc rối này. Trước đây ta đã gây với Barber, Barber và Kem đã gây với nhau. Họ không nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ Bang Soloen như rắn không đầu vậy. Chúng ta là anh em mà, chúng ta phải giúp đỡ nhau. Bạn gái anh đâu rồi? Đi Đài Bắc rồi. Mày muốn cô ta làm bạn với vợ mày không? Không, cảm ơn. Tao có thể giải quyết chuyện này mà. Sẽ qua thôi. Đây là Simo. Anh ấy làm việc cho anh trai tôi. Anh ấy giúp tôi trốn ở đây. Cô Ly, liên lạc với Đài Loan cho tôi. Xin lỗi nha, đi shopping quên cả thời gian. Nhìn xem có đẹp không? Em mua đồng hồ này nè. Em trễ nửa tiếng là gì đó đó. Phải trả giá rất lâu mới mua được. Nó chỉ có 3.000 thôi. Có thích không? Em giữ mà đeo đi. Lần sau có chuyện gì với anh vậy? Em không thích quà em tặng hả? Em đi đây. Đây. Anh làm gì vậy? Cứu tôi bác sĩ. Chúng em chào cô.
Bà Son lại theo tôi. Tôi xin lỗi vì cô giống người bạn của tôi. Anh có thể nói tiếng Quảng Đông. Tôi hiểu mà. Tôi sinh ra ở Hồng Kông, tôi học ở Đài Loan. Cô biết tiếng Quảng Đông hả? Cô rất giống người bạn của tôi. Tôi tưởng là cô ấy mới theo cô. Anh thật thẳng thắn. Nhìn cô ta chết rồi. Tên tôi là Trần Hạo Nam. Cô em là Đoàn Mỹ Yên. Cô thật là giống cô ta. Còn gì nữa không? Nếu không tôi vào trong đây. Chúng ta làm bạn được không? Gà con, có chuyện xảy ra rồi. Bì, đầu bự, có chiếc xe đến, chưa bao giờ thấy trước đây. Gà con, có chân đó. Gà con, có chân. Coi chừng cô ta đi. Gà con, mày có ở đây không? Ta là cha mày nè. Cha. Gà con, con bệnh điên là được rồi. Con không sao. Cha sao vậy? Đừng lo cho ta. Này đại cô có sao không? Cha xin lỗi đã liên lụy đến con. Cha xin lỗi. Akira đã phản bội chúng ta. Nó còn tiết lộ bí mật chúng ta cho cảnh sát biết nữa. Có lẽ là hắn. Đã dồn ta vào tình thế này. Khốn kiếp thật. Là đại ca xã hội đen, ta gặp tình huống này đã nhiều rồi. Không dễ đạt được những gì ta có đâu. Nhưng ta không ngờ thằng con nuôi đã phản bội ta. Ta coi nó như con trai của mình vậy. Ta thiệt là không có mắt. Con đã từng bị người đàn bà yêu con nhất phản bội con. Cảm giác đó ta là người đau khổ. Thảm họa này đã xảy ra với Nanako. Cha, cô ấy là vợ con. Đúng ra con phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Con xin lỗi. Nhưng con hứa con sẽ giết thằng chó Akira. Anh có biết anh thô lỗ lắm không?
Em đã gọi cho anh cả ngày, tìm khắp nơi. Anh có biết đã làm em lo lắng lắm không? Em đã đến trạm cảnh sát để tìm anh. Anh có biết không vậy? Anh đói bụng rồi, đi ăn thôi. Không. Sao vậy? Không đi. Này, tại sao? Đó là linh cảm phụ nữ. Có chuyện gì phải không? Anh trở về sau khi đi công chuyện mà. Không phải. Anh đi với con gái khác phải không? Không có. Có. Gương mặt của anh đã tố cáo anh. Đâu có đâu. Có mà. Anh có. Được rồi. Có thì sao nào? Em không tin. Tại sao anh giấu em chứ? Bí mật gì chứ? Ngay cả khi cưới nhau chúng ta vẫn có bí mật mà. Nghĩa là nếu không cưới nhau, em không có quyền hỏi anh chứ gì. Em đi đâu vậy? Buông em ra. Xin hỏi có đoàn Mỹ Yên ở đó không? Cô ta không có ở đây. Cảm ơn. Đẹp cơ đi, anh Nam. Có chuyện gì không? Em đã gọi người chúng ta đến Hồng Kông rồi. Có vấn đề gì không? Em cũng đã gọi bạn bè em ở Đài Loan. Được rồi. Xe bơi đâu rồi? Đã lâu chúng tôi không gặp. Gần đây anh ta chống đối hợp tác với chính quyền và đã gây với tôi nhiều lần rồi. Có lẽ anh ta vẫn còn bực bội. Anh ta thật là cứng đầu. Nhưng anh ta rất trung thành. Tuy có hơi bảo thủ. Lần này gà con và anh qua đã bị tấn công. Người ta cho rằng anh ta đứng sau vụ này. Thật là khó nói quá. Vì anh ta tình nghi gà con ám sát anh. Anh tìm thấy gà con chưa? Có tìm thấy chưa nào? Chưa. Tìm hắn đi. Được. Anh có nghe gì không? Nhanh lên nào. Tuân lệnh. Tôi rất tiếc khi nghe tin xấu của anh. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm Arika. Nói gà con đừng trốn nữa. Kêu anh ta có giày đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh ta. Chúng tôi thật là mất mặt đã để các anh liên lụy. Tôi nghe đồn rất nhiều rồi. Rằng gà con muốn chiếm vị trí xếp xong và có người đang muốn khử anh ta. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ gà con cả. Vụ này chắc do đại ca băng rồng đen gây ra. Nhờ ra vợ có muốn giết gà con hay không, chúng tôi sẽ điều tra. Có lẽ Akira vẫn đến dụng đây. Tôi không nên liên lụy các anh. Nhưng phải nói các anh biết, gà con là bạn thân nhất của tôi bao năm qua. Gà con thật may khi có những người bạn như các anh. Hôm nay chúng ta đều là người nhà cả. Solen hay Hồng Hưng đều là một, nên hãy liên kết và chống lại kẻ thù chung của chúng ta. Đó là bọn Rồng Đen và bọn Tống Sang. Tôi không hiểu những gì anh nói, nhưng tôi tin ở sự ngay thẳng và niềm tin. Đó là quan trọng nhất. Tuy rằng chúng tôi có gia chạm nội bộ, nên tôi buộc lòng phải làm như vậy. Mong anh hiểu. Dựa vào kinh nghiệm và khả năng của mình, Reverend và cả con là những ứng cử viên nặng ký đấy.
Anh ta sẽ làm vậy khi thích hợp để tránh xung đột cho Saluen. Và bây giờ tôi đề cử anh Trevor làm lãnh đạo. Quyết định tốt đấy. Hợp tác vui vẻ. Này anh bạn, du học Hoa Kỳ và hiểu văn hóa Mỹ, bây giờ nếu muốn cải cách, à, Quang à, mày đến đây làm gì vậy? Có gì không? Đâu có gì. Trông thật là giống như hai chị em sinh đôi vậy. Rất giống đi. Chỉ đùa thôi. Cô ấy là vợ anh hả? Cô đã kết hôn chưa? Chúng tôi đã dự định cưới nhau. Cô có phải là người Nhật không? Họ có tôi là người Trung Quốc mà. Nghe giống tên Nhật quá vậy. Anh nghe bao giờ chưa? Có. Hồi ở trung học, vào ngày nghỉ, ông ta có một học trò tên là Từ Quảng. Họ ông ta là Đoàn Mô Chi. Ông ta là tổ tiên của Đoàn Bộ, là Mô Chi gia từ 700 đến 403 trước công nguyên. Có chán không? Không. Chuyện gì vậy? Tiểu Mẫn có tật cà lăng, còn cô nói rất rõ. Thật vậy à? Tại sao anh đến Đài Loan vậy? Công việc mà. Đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi đưa cô đi nhé. Không, cảm ơn. Để tôi đưa cô đi. Cô đến đón trẻ hả? Tôi đến nói chuyện với cô. Tôi mới biết Trần Hạo Nam có vài ngày thôi, hoàn toàn là tình cờ. Có thật vậy không? Tôi biết anh ta không thể quên Tiểu Mẫn. Anh ta luôn gọi tên cô ấy trong giấc ngủ. Không ai thay thế được cô ta. Mối quan hệ 3 năm của tôi với anh ta cũng không bằng 1 phút cô với anh ta. Tôi thích nói chuyện với anh ta lắm, nhưng không nghĩ sẽ ở chung với anh ta. Đặc biệt khi cô kể tôi nghe điều này. Tôi không đến vì chuyện đó. Không đâu. Tôi chỉ muốn thấy mặt cô thôi và nói chuyện với cô. Cô có biết không? Tôi tin vào số mạng.
Khi nó đến, chúng ta không thay đổi được. Khi nó đi, chúng ta không thể bắt nó ở lại. Thôi được rồi, tôi đi đây. Thành thật chia buồn cùng gia quyến. Đừng lo, chúng tôi sẽ quan tâm cuộc sống gia đình. Đó là lỗi của tôi. Nếu tôi có mặt ở đó thì anh ta đâu chết tức tử như vậy. Đại ca, em xin lỗi. Gà con đâu rồi? Hãy đem đến đây. Nó liên quan đến cái chết của Raver. Hôm nay chúng tôi đại diện giới Hồng Hương đến đây. Chúng tôi không được quan nghênh à? Chúng tôi đánh giá cao sự có mặt của anh. Một ngày nào đó ông Lưu sẽ cho anh biết. Hai ngày trước ông Raver đã bị giết. Thật là trùng hợp. Mày nói gì chứ? Gà con là bạn của anh. Anh muốn gà con thành xếp sầm phải không? Tôi biết mà. Thật là bịa đặt. Đứng là du khống mà. Khem im đi. Ai đã giết Raver? Tôi sẽ điều tra. Xin mời. Cảm ơn. Ý chí công. Giải chí công. Gà con, đúng lúc lắm. Tao sẽ cắt đầu mày tới anh ra rồi. Mày điên rồi hả? Bình tĩnh nào. Mày dám cắt đầu tao hả? Làm đi. Nếu tụi mày có gan, đừng tin nó. Nó là thằng phản bội. Chính nó đã giết Ravo. Khi nó biết Ravo thành xếp xong, nó đã giết anh ta. Tất cả từ từ, im đi nào. Tới đi. Ai thấy anh ta giết Ravo? Ai? Có chứng cứ không? Đừng bạo động quá anh bạn à.
Chúng ta làm gì bây giờ? Bọn chúng đang nghi ngờ lẫn nhau, gánh phiền phức cho chúng ta. Đúng vậy. Chúng ta đang sống trong xã hội văn minh, mọi chuyện phải có chứng cứ. Không có chứng cứ, không thể tố cáo gà con được. Hãy kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn. Chào giám đốc Kasakari. Chào ông nuôi. Gà con là con rể tôi. Tất cả chúng ta đều cùng ở một phía. Yamada rừng là người thân của tôi. Nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh anh ta phạm tội, thì tự tay tôi sẽ giết nó. Giám đốc là người có lý lẽ, tôi thán phục ông. Trước khi có chứng cứ, tôi quyết bảo vệ gà con. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Hôm nay đã tang lễ Jarvis. Muốn tố cáo tên phản bội cũng phải chờ xong buổi lễ. Mặc dù gà con thuộc diện tình nghi nhất, tôi sẽ điều tra vụ đó. Và không vu khống anh ta. Mọi người nghe rồi chứ? Trước khi chứng tỏ anh ta phạm tội, không ai được đụng tới anh ta. Nếu không, tôi sẽ xem đó là hành động chống lại chúng tôi. Nhóm Hồng Hương chúng tôi cũng vậy. Gà con, dạ, hãy tỏ lòng tôn kính đi. Anh Jarvis, tôi tin anh không muốn thấy băng nhóm ta sụp đổ. Em đang ở đâu vậy? Là em đi, Mỹ Yến. Em nói cho anh biết, em sắp kết hôn rồi. Em không muốn vãn lại cuộc hôn nhân này. Một câu chuyện cảm động như vậy, nhưng em không phải là Tiểu Mẫn. Xin lỗi nha. Tạm biệt. Xin lỗi.
Theo như tình huống hiện nay, tôi chấp thuận cương vị lãnh đạo và điều hành băng nhóm Solen. Anh Luyên, anh đáng được như vậy, chúng tôi ủng hộ anh. Chúng tôi chờ lệnh của anh. Còn về đề nghị của chính phủ thì sao? Đó không còn là vấn đề nữa. Được lắm. Tuy nhiên, tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Tôi quyết định thống nhất các bang hội ở Đài Loan dưới quyền kiểm soát của tôi. Nếu không, chúng sẽ phải chết. Ai chống đối sẽ bị loại trừ. Tôi sẽ đề ra phân chia mới. Thông minh và oai phong lắm. Tôi tin tưởng ông đó. Cha, con muốn đọc tuyên thệ hôn ước thêm một lần nữa trước mặt cha và Nadako đi. Từ hôm nay trở đi, chúng con sẽ yêu thương và tôn trọng nhau, thành lập một gia đình cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi. Dù cho có chuyện gì trong quá khứ hay tương lai, em vẫn là vợ anh. Anh sẽ lo cho em suốt cuộc đời này. Mạnh lên đi. Mạnh lên. Dạ con, tôi xin lỗi. Là thần lưu ra lệnh cho người của nó giết ra vào. Thằng con đã cho tôi biết thằng Kham đã theo lệnh của anh Lương. Nếu bướng thằng con giết ra rồi và hứa cho nó nhiều tiền, nhưng sau đám tang thằng Kem đã không trả cho nó đồng nào mà còn giết nó nữa. Thằng Vong cho tôi biết sự thật trước khi nó chết. Rằng rất trung thành với Sơ Lên, vậy mà bị giết bởi thằng Lương. Vì ông ta dám mạnh dạn chống nhà chức trách, kiên quyết chống lại sự hợp nhất. Vì vậy ông Ra Vương gây với Lư nhiều lần, mối quan hệ này ngày càng xấu đi. Lư đã chấp nhận làm sếp xong và chọn ngày 20 tháng 5 sẽ đổi tên Samuel. Thằng Kham cũng gửi mật lệnh, tất cả băng nhóm phải nghe lệnh của thằng Lương, nếu không sẽ bị trừ khử. Có thật vậy không? Thằng Lương có khả năng làm chuyện đó hả? Tôi chỉ nghe nói thôi. Thằng Lương đã thỏa thuận với chính phủ, chính phủ mới sẽ giữ bí mật cho hắn. Tôi biết thằng Lư luôn quan tâm chuyện này, nhưng hành vi của hắn ta rất mờ ám.
Anh là kẻ thù số một của hắn ta đó. Tôi chưa bao giờ có ý chống lại hắn, nhưng hắn đe dọa mạng sống của anh. Hắn ta âm mưu chia rẽ nội bộ chúng ta, rõ ràng là nhắm vào anh. Và sau đó giả vờ tình cảm và được hậu thuẫn bởi các băng đảng khác. Hắn có nhiều tham vọng lắm. Hắn muốn thống nhất thế giới ngầm. Hắn muốn làm trùm thế giới ngầm ở Trung Quốc. Tất cả thành viên Hồng Hưng đã từ chối lên Đài Loan. Cũng giống như là Yamada vậy. Cảm ơn anh. Đến nữa nha. Xin chào, gà con đi. Chúng tôi đang ở nhà anh, đang bắt giữ vợ và con anh. Nếu anh hợp tác sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện gì vậy? Không có gì. Họ đang chuẩn bị cho cuộc cải cách thôi. Có khách mời đã đến. Hãy nghiêng mình chào lá quốc kỳ và người cha của chúng ta. Nguyện suốt đời tận tụy cho sự nghiệp quốc gia. Cùng với lòng tôn kính và chân thành nhất, tôi tuyên bố vào ngày 20 tháng 5 năm 2000 là thời điểm quan trọng trong lịch sử. Tôi hôm nay được nhận chức chủ quản của ban hội Saluen với sự chấm dứt của một thế kỷ. Và chúng ta chào mừng thiên niên kỷ mới để dẫn dắt ban hội chúng ta đi đến phồn thịnh và thành công. Tôi đề nghị lập ra chính sách đối ngoại mới để củng cố lực lượng và liên kết với băng đảng nước ngoài. Trong dịp này, tôi trân trọng tuyên bố rằng người đứng đầu nhóm băng đó, Ichiwa đã bị giết, nên tôi quyết định nhập hai nhóm làm một. Quyền quyết định giao lại cho ông Akari, người Nhật. Mặc dù là người Nhật, nhưng ông ta đã sống rất lâu ở Trung Quốc. Ông ta còn là con nuôi lãnh tụ Yamada. Xét theo công trạng và thái độ nghiêm minh, ông ta xứng đáng với chức danh này. Ông rất thán phục ông ta. Chào đón gia đình lớn của Saluen.
Xin lỗi, tôi đến trễ. Thằng phản bội, mày dám đến đây hả? Mày cầm cái họng mày lại đi. Đã đến lúc trả thù cho chúng ta. Tôi có thể chứng minh anh Gà là vô tội. Anh ta không giết Savo. Người giết Savo là hắn. Nó đã dạy mày nói chuyện với tao vậy hả? Tất cả chúng ta đều biết Savo một lòng trung thành với Savo. Tôi tôn trọng anh ta. Anh ta không có làm vậy đâu. Cứu con, cha ơi. Nên không có lý do gì tôi giết anh ta cả. Tại sao không? Vì anh muốn làm vua bang hội, để hợp nhất và khống chế các bang hội ở Đài Loan. Các bạn có tin lời kẻ phản bội không? Các bạn có thể không tin lời anh Gà, nhưng anh Kham sẽ giải thích. Anh Kham, hãy nói đi. Đó là toàn bộ sự thật. Ông Lư đã ra lệnh giết ông Jaro nhằm đổ tội cho anh Gà. Trước đó ông Lư đã bàn với tôi chuyện đó. Hắn ta đổ hết tội cho anh Gà vì anh Gà là con rể của Yamada. Hắn cảm thấy bị đe dọa. Thêm, mày đã phản bội tao và Sa Luen. Mày phản bội tao. Tiếp tục đi. Ông Lư đi là con người khao khát quyền lực. Ông ta đã thỏa thuận với chính phủ mới. Sau khi nhậm chức, ông ta sẽ tuân theo chính phủ mới. Bù lại chính phủ sẽ giúp hắn trừ khử phe đối lập. Thằng Gà dạy cho mày câu chuyện bịa đặt như thế đó hả? Nó mua chuộc mày à? Hay đe dọa mày? Tôi chứng minh lời ông Kem là sự thật. Tôi đã thương lượng với ông Lư trên cương vị là chính phủ mới. Xin lỗi nha ông Lư, đề nghị của ông quá vội vàng. Ông nên hội đồng nội các đã không chấp thuận. Những đòi hỏi vô lý của ông. Được thôi. Cha, hãy tha thứ cho con. Trả lời tao đi. Có phải mày đứng đằng sau âm mưu này không? Tự làm đi. Cảm ơn nha. Nhát dao này dành cho vợ ta. Cha ơi.
Trần Hậu Nam, hãy để tao đi. Trong giang hồ, tính ngay thẳng là quan trọng. Lại đi. Mặt sát tôi. Tôi nói với anh rồi, chính phủ muốn chấm dứt sự thối nát. Bắt hắn đi. Đi nào. Anh là Trần Hậu Nam phải không? Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Không có gì, chị chỉ làm theo phận sự thôi. Cảm ơn. Rất cảm ơn. Chị biết nói tiếng Quan Thoại hả? Tất nhiên. Anh ta học ở Nhật đó. Chúng ta là bạn nhau mà. Vì vậy vị cố chủ tịch Đài Loan là cố Chấn Hoa. Chị nói gì vậy? Anh ta nói là chính trị gia và cố chủ tịch là bạn nhau. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Cảm ơn nha. Hôm nay ngày 20 tháng 5, vị chủ tịch chúng ta tuyên bố nhậm chức. Chúng ta đi là người Trung Quốc mà. Người Trung Quốc đánh người Trung Quốc. Ừ, 原本啲嘢乜嘢啊？好妙下。